chào cả nhà. Này là đi chiếc mắt hai dòng xe đan. Sự cố hết bình. Mình đây cái như là lý do là đậu lâu ngày quá, nửa tháng rồi. Nên nó sẽ hết bình. Giờ dưới một phần bình mình đụng yếu rồi. Xin chia sẻ cho anh em mình ai ra Tết này về quê xa xôi được mà đi rất là về quê được, đỡ có bị mà hết bình được, không có xe để câu thì mình chế cháo bằng xe Attila hoặc là xe tay ga nào, nói chung xe đời mới chút xíu để cái bình nó mạnh ha. Mình sẽ lấy cái tay này để mình câu bình vào cái xe mình để chữa cháy thôi chứ không phải là bắt được dĩ các bạn nha. Và lần đầu tiên là mình phải có cái sợi dây câu bình nha các bạn nha, luôn luôn phải thử sẵn cái dây câu bình trong xe mình ha, để khi mình ngoài việc mình tự cứu mình, đôi khi các bạn bè đi về tỉnh về quê hoặc mấy anh bạn lâu lâu về xe bị bình yếu thì mình cũng cứu lại được ha. Đây là dây câu bình, dây zin của xe kèm theo là không đường nên sợi dây cho nó chất lượng chút xíu các bạn. Này, dây rất là to. Là trừ cộng tới cộng các bạn nha. Và bên đây cũng vậy. Trước khi mình câu trừ, đen là dây trừ ha, vô cọc trừ ha. Lấy dây ra để chắc chắn. Chắc chắn rồi. Này, đây là cái cọc cộng ha. Cộng thì mình sẽ đây là dây đỏ. Lấy dây cộng ha. Này, có điện ha. Rồi. Xong. Mình sẽ đề máy lên Attila nè. Để giữ giùm con cái ga cho. Chứ chỉnh gì thôi, đè là chứ chỉnh ha. Lên xíu. Dặn lên đây nè, dặn ra đây. Đó, giữ gì đó. Rồi. Ga lớn một xíu nha. Anh tiếng ơi. Giữ vậy vậy. Vô mình đợi nha. Đây. Đó, đó là cách cứu trái nha nha, chứ không phải xin nha. Rồi, đứng lên. Trái thì mình lỡ có đi về quê về tỉnh mà không có xe lớn xe hơi thì mình cứ tắm mình cấp này các bạn nha, chứ nhiều khi là mình kiếm một cái xe để cứu bồ rồi hơi bị cực lắm.